Vương Lê này, anh cho em hỏi muốn đợt được hăng lên giá thì cho ăn những bổ sung gì cho hiệu quả? Ok rồi, cảm ơn cảm ơn bạn Vương Lê. Vậy thì trong trường hợp mà con heo đực ấy, mà nó nười lên giá thì bạn lấy cho tôi 3 ml Enzapro hoặc Lutalai bạn tiêm cho nó nhá. 3 ml Enzapro hoặc Lutalai bạn tiêm cho nó. Nhưng các bạn nhớ này, con heo đực ấy là nó rất là con heo đực là nó rất là hay thù dai đó, nếu mà bạn ấy mà tiêm cho nó bị đau hơn là sau này nó thù lắm nhá. Còn heo đực nó như thế nên là bạn chỉ cần tiêm cho nó khoảng tầm 3 ml hanmoro thôi, xong kết hợp với việc dùng kích dục tố này, bạn cho nó ăn thêm kích dục tố này thì con lợn nó sẽ rất là hăng nhá. Rồi ok à.